Dạ, chào chào chú, chào anh. Ôi rồi coi như Dạ. là mừng quá. Tính Vy ơi, đang khóc cái này, đang khóc dưới chân đây. Tính Vy ơi, trời Dạ. ơi, em của tôi rồi. Dạ. Trời ơi là trời. Dạ. Đây, đây, bây giờ có bà xã tôi, bà xã tôi bà bình tĩnh hơn. Dạ. Đây, Dạ trời chú ơi. ơi, Tính Vy ơi. Dạ, bây giờ cái mạng của bên chú yếu quá chú ạ. À. Mạng của chú bên bên chú yếu lắm. Rồi chú có thể ngồi gần cái wifi cho con chút xíu được không? Ồ, mà bây giờ chú cũng mừng, mà bây giờ nó thật ra là bây giờ không còn cái đầu óc nào mà làm cái việc gì nữa được rồi. Tuấn À, Vy ơi, mừng quá, Tuấn dạ. Vy ơi. Mà bây giờ vô tình mà gặp được em tôi này, thím tôi này, coi như là rồi dòng họ bà con tôi rất là đông luôn mấy cả Ờ. ơi. Để bây giờ thì bên Tuấn Vy bây giờ làm sao mà kết nối hẳn với bên tôi với. Mừng quá Tuấn Vy ơi, coi như là ba mình á, ba của mình đây á, là anh ruột của ông Trump này. Oh. Ông Trump là trai út, ông Trump là trai út, ông trai út mà chú đây là cái cháu cháu nội đi tôn nè Dạ. đó. Cái hình mà hình đưa má của ông á, cái năm 73 đó đó, là chú đang cầm cái tấm hình của ông á, bây giờ đang bưng cái tấm hình, mà cái tấm hình bây giờ đang hồi nãy mới gửi cho Tuấn Vị đó. Cái tấm hình đó là chú đang bưng trước ngực, mặc bộ đồ tang, đứng trước quan tài ngay ngay mộ luôn á, là đang chuẩn Dạ. bị giờ cho nó. Tâm hình nó cũng đang còn luôn. Bây giờ cái hình ảnh nói chung là về ông á thì rất là nhiều hình ảnh về ông á, Dạ. rồi cả dòng họ bà con không. Mà bây giờ chỉ có mỗi mình chú đây á, là nếu mà nói ra thì là chú là dạng đích tôn, mà bây giờ cũng là lớn tuổi rồi, thì do đó mà cái như là không ai làm được cái, không ai làm tới mấy cái việc này. À, chú cho con hỏi chút là vậy là bây giờ là chú ở đâu chú? Chú đang ở Đà Lạt, À chú ở Đà Đà Lạt Lạt. mà ngay sân bay Liên Khương á. À vậy hả À, chú? sân bay Dạ. Liên Khương á. Dạ bây giờ thế Ừ. này chú nè, là trước mắt đó là con xin ghi nhận để xác nhận coi có đúng không, và con thấy cái tấm hình của chú Trâm là con thấy là chắc chắn rồi đó. Bây giờ thế này là con ghi À. nhận và con ghi nhận mang tính là cơ bản rồi, khi nào chú có thể sắp xếp được con kết nối máy cho chú nói chuyện với cô Hường nha nha chú nha. Rồi. Dạ Dạ kết vâng. kết kết nối nói chuyện với cô Hường và cho chị Thanh nói chuyện với chú để rồi chú cháu còn biết nhau nha chú nha. Nó thì đó, nó là em nhé, em con chú ruột đấy. Dạ, còn bây Nếu giờ đó là mà chú đó. do mạng bên chú yếu quá nên là con truyền tải hình ảnh cũng không được, nên là để cái này thì mình sẽ có buổi trò chuyện khác nữa nha chú. Bây giờ là mang tính là con xác nhận như vậy là con biết thấy vậy là con mừng nha chú ha. Ô, nói thật với vị chứ bây giờ cái hai con mắt bây giờ nước mắt là cứ mãi thế này, nó cứ là nước mắt mà chảy nói không ra tiếng nữa đó, mừng lắm rồi đó. Dạ Ừ. dạ dạ chú, vậy tạm thời như Dạ vậy đi chú. mừng rồi. Dạ chú cô chú lo công việc đi rồi con sẽ kết nối sau, bởi vì mạng nó yếu quá đó chú, rồi con sẽ báo cho cô Hường và chị Thanh biết nha chú nha. dạ dạ Vâng, dạ rồi, dạ rồi, rồi. dạ Cảm ơn nhiều lắm dạ ơi. dạ Nhiều lắm dạ không dạ phải dạ ơi. dạ dạ Mừng lắm rồi dạ đó. mừng ha, dạ mừng Mừng dạ lắm. mừng. Cháu tự giới thiệu, cháu là con của anh Vang. Vang mà coi như là anh trai của Trâm đó, của chú Trâm á. Anh trai à, dạ. Ông đó là ông Lê Vang này, là ông này là ông cả. Ông Ông cả. cả. Dạ, Dạ. anh cả mà cả trai chứ không phải là cái là gái á. Tại hồi xưa thì nghe ông xã nói á, là ở nhà đó thì có mẹ mẹ tức là mẹ của ông xã đó, với lại có bà chị hai, rồi có bà chị hai đó hình như là chồng của bà chị hai là quân cảnh đó, đúng không? Dạ đúng rồi, đúng đúng chính xác Đúng luôn. rồi, đúng Dạ. đúng rồi, làm quân cảnh đó. Dạ Dạ, quân à, tại cảnh vì ở hồi đại đó đúng là vậy ở á. đó mình có đi ngang nhà và cũng có lợi lợi cái nhà mà hồi đó ông xã làm cái phù hiệu mà ai ấy cho Mỹ, với lại cắt điêu khắc đồ này nọ đó, kế bên nhà bị hai căn hai bên đó. À, cái đó là nhà của ông anh của chú Trâm. Nhưng Đó. mà hình ông ở thấy ông ở đó mà. Dạ đúng Ông ở rồi. đó mà. Dạ Dạ đúng ông ở rồi. đó mà. Dạ đúng Dạ. rồi, là tại vì cái nhà đó là nhà của tôi, gọi là ông chú đấy. Chú. Đó, chú là cái nhà ông đó là thư cái bà cô bên Tây Úc, rồi cái như là bà cô hai. Đó, rồi cái như là tới tới ba cháu. Đó, là tới ba cháu này. Hai bà gái.
rồi tới ba cháu là cái nhà ông anh là ông trai đó, trai cả đó. Rồi Sau ông đây Trâm hình như là Út mà, ông Trâm là Út mà. dạ chưa, trong là chưa Út, trong còn có một ông cuối cùng nữa, có một ông cuối cùng thì ông đó là ông Truyền, nhưng mà ông Truyền đó thì À, đã truyền truyền dạ, dạ nhớ nhớ cái tên là truyền truyền, đúng rồi, có nhớ đó cái tên truyền truyền, Trong ông có chắc Truyền, nói dạ, dạ tên truyền. Trong Truyền thì ông Truyền nó đã chết rồi, mà chết vì cái lý do gì thì không rõ, từ vì hồi đó thì ông nói chung ông mất coi như là sớm quá, thành ra hồi đó tụi cháu còn nhỏ lắm mà cũng không biết đâu, nhưng mà sau này bây giờ có Thì lượng mờ coi mày như đâu ông rồi Trâm là Út đó, coi như dạ ổng là không Út đó, bị mất ông em đó rồi đó, thành ra ổng như dạ là Út đó. dạ mất ông em đó rồi, nhưng mà còn có một đứa em gái đây này, em gái đây này, đây Mà bây giờ em gái đang ở đâu? dạ, để ở đâu rồi thì để rồi coi như là cháu sẽ nói sau. Dạ giờ này À. bây giờ chị giới thiệu qua cho biết là về cái đá đó Dạ 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 đó, em gái. bà này là bà Út này Dạ cũng dạ cũng có đó nghe nói cái vấn đề em gái. Tại vì mình không có gần gũi gia đình đó cho nên là yeah. không có biết, không có biết nhiều, mà nghe ông xã kể lại thôi là có em gái. Đúng rồi, có em gái. Đó cái em Có gái em này gái. là giống giống con Thanh này, bà này là cái là bà cô này là giống giống Thanh này. Ồ, vậy gặp Thanh rồi hả? Dạ rồi gặp đến Giống ghê, giống giống ông, giống ổng ghê không? Nhìn là đó thấy giống liền luôn á. mà giống cả Thanh nữa, giống cả Thanh luôn, Dạ. giống cả em Thanh luôn đó. Đó là giới thiệu qua cho cô một số như vậy, và còn còn đây nữa đây, tìm thấy Không, không, không thấy, em không thấy. Phải à. cao lên tiếng. Dạ chú được cao lên chú ạ. À. Dạ, cao đó, đúng Ồ, rồi, chú Trâm, đúng chú Trâm, rồi. hình chú Trâm phải không? Dạ, tại vì ở bên này á, tôi cũng còn hình ổng nhiều lắm. Ông Dạ. đứng ngay trước nhà đồ này nọ còn lắm, nhưng mà tại vì mình gửi cho Tuấn Vĩ chỉ là gửi hai người thôi, Dạ đây nhưng này mà này. một riêng một mình ổng có nè. Đây này, đây là ông bà nội nè, ông bà nội với chú Trâm dạ lúc mà chú Trâm chưa có vợ đấy, đang ở đang còn thanh niên nè. dạ 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 Thấy rõ không? dạ thấy rồi, thấy. À. Dạ dạ đúng rồi, Thấy đúng chưa? bị thấy 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 Rồi lúc. đây. Cái này là lúc ông Trâm mất á hả? Dạ là tức là lúc đấy là từ vì cháu là cháu đích tôn mà, cháu là trai trưởng Dạ. của dạ, xong xong rồi cái lầm đâm ma là làm đám ở trong nhà cháu. À, tức là có mang 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 được về phải không? Nghe nói là mất ở Mỹ Chánh. Dạ không, không phải đâu, không phải Không mất phải hả? ngay Tại vì hồi lúc mà mình có đi ra ngoài tìm kiếm á, thì cái ông đại tá đó, ông đại tá ở Mỹ Chánh, ổng có nói cho biết. Rồi ổng có chỉ đi ra ngoài mộ ở ở ngoài Đà Nẵng nữa, có đi ra thăm mộ nữa. dạ, và cái ông mất là mất ngay anh lỗ ở An trong Huế đi Lộ. ra đó, ở trong Huế đi Đó thì ra, ở trong trong Huế giữa đi ra giữa là Quảng Trị giữa, và Huế phải không? dạ đúng rồi, mà ngay cái đoạn Đó. đường đó là cái đoạn đường đó mà có một trận mưa lũ là nó cuốn, thành ra ngày đó là chú bị mất lúc mà buổi sáng á, là chú ở Quảng Trị là chú lái xe rép chú đi vô trong Huế, thì trên xe á, là có hai ông có một ông sĩ quan mà cũng là dưới cấp của chú Trâm mình đó, rồi một ông kia là trung sĩ đó, rồi còn có một bà già với một em bé đó, thì coi như là hai ông kia lúc mà xe nước nó băng qua đường, mà nước nó băng qua đường xong rồi cái bắt đầu cái là nước nó ông đâu có nhận ra được coi như là cái nước nó cuốn kiểu gì, vậy là ông lái xe ông dê đi xe tới hoài, cái bắt đầu xe nó nước nó cuốn ông cuốn cả cái xe luôn, xong là mấy ông lính kia là hai ông, một ông chuẩn úy kia là có vợ có con rồi, với một ông trung sĩ cũng có vợ có con rồi, cái còn lại bà già với em bé là cháu Phương đứng ở bên dưới. Vậy là hai ông lính kia mới thấy chú bị xe cuốn như vậy á, bắt đầu cái cuốn nước nó cuốn trôi luôn, mất mất tiêu, rồi hai ông này cũng bơi theo ra rồi cũng đi Để luôn, cứu, dạ cứu để là cứu cứu đó.
mà nước cứ tưởng tượng là nước nước nó cuộn mà nó cuộn băng qua đường, nó rất là ghê gớm, mà lút cả cái xe rồi cái xe zip lùn đó là lút luôn, nó cuộn rớt luôn. Sau đó là bắt đầu mấy đứa xác tìm xác được hai ông kia là tìm ra trước rồi, sau đó là cái này chủ là cái cũng 2-3 ngày sau đó, nó mới nổi lên. Mà hồi đó là cái như là lính dù người nhái của thủ quân lục chiến rồi của dù rồi của sư đoàn 1 cái như là bộ binh Huế rồi cái địa phương quân của tỉnh Quảng Trị cái như là tập trung ghê gớm lắm, cái như mấy binh chủng luôn ra mà cái là không không tìm được, mà chỉ có cái lúc mà nó nổi lên rồi á, nó nổi lên cái nó tấp vào bên núi, nó tấp vào bên bên chân núi bắt đầu mới mới thấy được thôi, còn lúc mà cuốn đó thì tìm ra được hai ông kia thôi. Còn lại chú là bị mất đi 3 ngày 4 ngày 3 4 ngày sau á mới bắt đầu mới nhận được xác đó, rồi cái này là đâm má nhà cháu nè, đâm má trong nhà cháu luôn. Thì bây giờ chị là giới thiệu cho thím được biết như thế, là từ vì lúc ấy là cháu là cái gọi là cũng cũng lớn tuổi rồi, cháu cũng là cái lúc đấy là cái đủ tuổi đi lính rồi mà, nhưng mà từ vì trong nhà mình thì nói chung lại là toàn là nhà sĩ quan không à, thì có thể cả thành thử ra không mình không đến nỗi gì mà bị đi lính, thì coi như là cháu là cái được động viên tại chỗ, động viên tại chỗ coi như là ở nhà rồi cái bắt đầu cái làm giấy tờ lại đi học thôi, làm giấy tờ ở nhà rồi cái này đi học rồi coi như là có sự che chở. Mà của hồi đó thời đó là chú Trâm nè, chú Trâm còn sống là ông hay về lắm, chú Trâm nè rồi cái nào với ông chú Hiền kia là trưởng tư anh quân quân đội nè, đó mấy người đó là cái như là bảo kê cho mình hết rồi đó, mình không bị đi lính, có được cái thẻ đồng viên tại chỗ là cái bắt đầu ăn đi học thôi, cấp sách tới trường cứ làm giấy tờ lại cái đi học vậy thôi, cho có chứng mà cho để mà tốn lính mà. Hiện tại bây giờ á thì chú đang ở đâu? Ở ở ở tại đó luôn hay là ở ngoài Quảng Trị? Dạ không, ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng Dạ. chứ không phải ở ở ngoài Pleiku. Dạ không. Ờ mà sao Tuấn Vĩ tìm được hay quá vậy ta? Dạ thì Chợ nói Tuấn chung Vĩ tìm hay thiệt luôn á. là anh này cái anh này là anh nó tuyệt vời lắm đấy chứ, ông này ông làm kỹ lắm đó, cho Dạ cái quân chính dạ rất là đó. thiệt, tự nhiên nói mình ngạc nhiên luôn, làm sao mà tìm bên nội, tại vì mình không biết là bây giờ như thế nào làm sao này nọ nọ, mà quá tuyệt vời đi vụ Vĩ ơi, rất là Dạ tất cả là nhờ cộng đồng. vậy mà ông không ăn được tiền mới chết chứ đúng ra cái này là cái giá ngàn vàng là ông rồi ăn ăn cái, nếu mà ông ăn tiền là ông ăn nhiều lắm đó, nhưng mà cái ông là không ăn đồng nào hết, ông có uống nước lọc ông Dạ, nói chung chưa uống là có ơn trên trả công cho em, có ơn nữa. trên trả công cho con, không có sao hết trơn á. Phải nói là không có ngờ khi mà lên thì rất là nhanh mà tìm được cháu Thanh, rồi sau đó cứ hy vọng là tìm tìm cái thằng con trai nữa, mà nghe nói cũng có hy vọng đó, thì lại tưởng đâu là lúc mà gửi hình của ông xã tưởng là trời ơi thằng con thôi mà nó giống ổng quá vậy, bị cái hình đó trẻ, trời ơi, cứ tưởng như vậy, nhưng mà sau khi nói hết hồn luôn á, tức là hết hồn luôn, trời ơi sao mà thằng con giống, có tưởng đâu tìm được thằng con, ai ngờ đâu là tới chừng mới coi bấm ra cho nó lớn là coi thấy thấy ngày sanh là nhớ rồi, 44 mà bây giờ mình quên, bây giờ thấy cái mới nhớ đó. Rồi mất năm 73 cũng đúng luôn, cũng có nói Vĩ là 73 đúng không đó, nhưng mà cái ngày thì mình không biết, tại vì cũng lâu rồi, nhưng 73 tại vì hồi đó có cố vấn Mỹ là cái ông đại tá đó cho cố vấn Mỹ biết ông dẫn cô đi ra ngoài mộ của ổng, thành ra ở ngoài Đà Nẵng cho nên mới biết, có đi ra thăm một lần mới biết ổng mất 73, tất cả những người đó đều nói lại cho mình nghe hết. Bởi vì nói là cái lúc mà ấy á, thì thấy trong bóp của ổng á, là có cái địa chỉ của mình, còn địa chỉ là ổng tính là để cho nó yên ổn rồi ổng sẽ gửi thơ báo cho biết cho mẹ con hay này nọ, nhưng mà đến lúc ổng mất luôn thì trong bóp còn có hình của cô với lại cái thư, cho nên là ông đại tá đó, ông kêu bằng quận trưởng ở Mỹ Chánh á, ổng mới liên lạc mới gặp mới biết đó. Đó rồi mới đi ra ngoài Đà Nẵng mới cho ông cố vấn Mỹ đó có vợ người Việt,
dẫn đi ra ngoài, ông dẫn chở đi ra ngoài đó gặp luôn luôn cái mộ luôn. Yeah. Lúc đó là mộ chỉ cất lên chưa để hình, chưa để hình, làm lên rồi mà chưa có để hình. Một lần rồi vô là giải phóng thì thôi không đi ra nữa được luôn, cũng không dám. Vì bên đó là bên mộ sĩ quan mà, thành ra đâu có dám. Cô thấy ổng hoài á, gia vị. Mất lâu mà lâu lâu cũng thấy. Thì cái thời đó người thương nhau cho nên, cho nên mới là không, không có đến gia đình bây giờ đó. Ông cũng có nói, ông có nói anh cũng có nói gia đình mà, mà khó có ai được đó. Bởi vì nói bệnh đạo dòng, thành ra là không thể nào chấp nhận được cái nọ. Thôi thì mình thương mình như vậy đi. Bây giờ đó cũng ở gia đình cũng sẽ có một người cũng cùng cùng cỡ với ông xã mà học ở trong làng xóm thì đã có hứa hôn nhau rồi, đã xong muốn gần thành rồi, nhưng mà sau khi gặp cô thì coi như là dứt khoát hết luôn đó. Thì cho nên là vì vậy cho nên là cô rất là chắc lẽ tại cái số của cô thôi. Rồi cô ơi bây giờ nói này chưa, cô không gặp nữa. Khi mà ra ngoài mộ hả, chú biết không, đi ra ngoài mộ ông rất là linh thiêng. Mà tới cái người mà Mỹ mà cố vấn á, là với bà vợ là coi như là kêu đi 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 mau, sợ là ông về ông rước mình đi lên đi rồi chết luôn. Tại vì Đà Nẵng mà nó nắng thật là nắng, mà xung quanh á, thì lại nắng, mà ngay cái chỗ mộ mà tìm được ổng á, lúc đầu thì tìm, không à. Mình đứng tại đó mà không tìm ra. Cái mới nói trời ơi, đã đi xa tới đây mà anh không cho em mà nhìn được thì thôi không có không lợi nữa. Thì bắt đầu cái thì mới là nói mình đứng ngay đó mà không tìm ra, mà đến khi nói vậy rồi đó là giông gió ngay chỗ cái mộ đó, giông gió nó bão bùng, mà ở ngoài thì nắng mà chỗ đó thì lại mưa. Thì cái người Mỹ đứng ở ngoài thấy sợ quá. Cái thì tóc hồi đó tóc cô dài tới mông luôn, dài lắm, cái mái tóc dài lắm, bay phất phơi. Cái thì mới đứng vậy mới xây qua thấy cái mộ là để tên Lê Văn Trâm này dạng gì đó. Bắt đầu là mới thấy trời đất ơi, cái là quỳ xuống tôi khóc quá chừng luôn. Thì trước khi đi cũng kể lễ, trước khi đi tôi có lấy mấy cục sỏi ở trên mộ của ổng á, tôi lấy là tượng trưng, tôi nói tôi tượng trưng linh hồn em anh và con. Lấy mấy cục sỏi tôi cầm theo, tôi giữ trong bóp biết là bao lâu năm luôn rồi. Cái kỳ giải phóng rồi này nọ rồi y xèo bỏ. Lúc tính đi vượt biên á, hình ổng với thơ của ổng tôi đốt hết luôn, đặng đi sợ đi ổng bận đồ lính không à, rồi sợ bị bắt rồi lỡ có cái gì nên đốt, mà mình còn nhén lại giữ lại cho gia đình, giữ lại một mớ nên bây giờ mới còn đó, chứ không thôi là hết luôn rồi đó. Đó. Rồi cái thì mưa bão quá đi ha, mà cái ổng mới kêu vợ là kêu đi về đi, tao sợ quá đi về đi. Nói tại sao ở ngoài mưa mà tại sao ngay chỗ đó lại bão gió bùng này kia nọ. Cái bắt đầu cái ổng kéo ổng kêu đi, mà mình nói thôi để cho tôi ngồi một chút đi. Ổng nói không được, mày mà có cái gì thì tao còn nguy hiểm nữa, thì thôi mới đi về. Thì một lần đó về nhà ổng cũng cho ăn cho uống rồi xong đưa đi ra đi về trở lại, thì mình nghĩ mình sẽ trở lại nữa, nhưng mà tôi giải phóng thì thôi hết luôn đó, nó vậy đó. Linh lắm. Tới bây giờ mà thỉnh thoảng vẫn còn thấy ổng, vẫn còn thấy. Cái này là có lẽ ông xui khiến, tự nhiên coi của chúng vị nó nhiều cái nó làm xui khiến cho mình phải, mình nghĩ chắc tụi nó mất hết rồi quá nghĩ vậy, mà hy vọng là cái chỗ của tiệm vàng đó, hy vọng cái đó thôi, thành ra mới nói thôi để nhờ chúng vị khiến cái là ra cái gặp liền. Nghĩ là ổng sẽ xui khiến. Gia đình không còn ai để nối dõi, bởi vì ổng nếu không có tụi này thì ổng đâu có còn cái gì đó đâu. Đúng cháu rồi. cháu kể cho thím luôn cái chuyện này nè. Cái lúc mà liềm xác ông xong rồi nha, liềm xác ông mà ở trong nhà cháu đó, liềm xong rồi đấy, thì cái như là vừa đóng hồi xưa ngoài quê, quý vị biết ở ngoài quê ngoài miền Trung mình á, là người ta đóng vào, người ta đặt cái ông tre bên dưới của cái quan tài, hai đầu hai cái ông tre, xong rồi bắt đầu người ta lấy trái cột á, lấy trái cột người ta nịt lại cái nắp hòm xuống cả trên cả dưới, rồi bắt đầu người ta đóng nêm lại cho nó căng để nó giữ cái nắp hòm á. Mà vậy là đóng xong rồi đó, đóng liền hết xong hết rồi,
Vậy đó là cái không biết cái lý do gì mà lúc đó là 6 giờ mấy tối rồi đó, là bắt đầu cái sầm sầm trời tối rồi. Cái tự nhiên cái này, bắt đầu cái con cháu trong nhà khi mà đóng xong rồi á, đưa thì về sớm, đưa về muộn là cái là chưa có nhìn thấy được mặt mà đóng nêm rồi đó. Đóng nêm rồi bắt đầu cái tự nhiên cái nắp hòm bùm nó nổ một cái to vậy đấy. Nổ cái nắp hòm bay lên luôn. Bay lên xong rồi cái bắt đầu cái mây nháo nhào coi như là bay vô. Bay vô thì lúc đó là coi như tôi bay vô. Bay vô thấy thì lúc đó là máu trong trong miệng nó trào ra. Máu trào ra ngoài xong rồi cái bắt đầu mấy người mới đem bông gòn rồi giấy các cái tới rồi bắt đầu mới lau sạch hết rồi cái bắt đầu mới cho vô làm cho đầy lắp lại lần thứ hai đóng nêm lại đấy. Do, lắm, là, chắc là do chưa có... do chưa được gặp gia đình nữa chú, chắc do chưa được đúng gặp rồi. Gia đình nên là như vậy, chưa được gặp hết yeah. núi vợ núi con này kia đó, núi vợ con không được gặp vợ con. Thành thử ra mới bây giờ nghe Thiện đây kể á, Thiện đây kể như vậy á, thì chứng tỏ là rất là linh. Ông có thương mến thương tiếc cái như là vợ con của ông chưa, cái như là chưa gặp được. Đó. Không thì... thấy mặt đứa con nào hết. Mấy đứa trước thì ông đi tàn quân ở ngoài Quảng Trị, rồi ông vô không kịp, mà mình thì kể như là cũng chết luôn rồi đó. Rồi giờ tới đứa sau, ông cũng phải đi. Thành ra con không có nhìn mặt. Cho nên... Dạ thưa chú, vậy rồi ngoài ba người con với cô Hường ra, thì chú có con với ai không chú? Tức là có con riêng hả? Dạ, chú Trâm có con với ai nữa không? Không. Ồ, vậy là... À, này... Tuấn Vy này. Dạ. Tuấn Vy. Bây giờ đang cũng là có một cái trường hợp mà khi mà coi cái clip mà cái cô gì mà cô là cái người mà đầu tiên mà đưa thông tin về cô Thảo. À, cô Thảo đó, khi mà cô Thảo đó đưa thông tin á thì qua cái clip đó xong cái á là bắt đầu cái vợ tôi và bà mới kêu lại, thì bắt đầu mới tôi cho tôi coi cái hình mà cái như là ông chủ ngồi với cô lúc đó còn trẻ, à phim lúc đó còn trẻ đó. Tôi coi rồi, đây rồi, chú của tôi đây rồi, không có trật đi đâu hết á. Nhưng mà vợ tôi bà đúng là bà nói chưa, người giống người mà, khoan vội từ từ đó. Mà cho đến kết quả cái lúc mà cái qua cái clip 2 á thì mới bắt đầu mới có cái chữ là cái như là vị hỏi bà Thím, hỏi là bây giờ. Thì bởi vậy bà xã tôi bà nói rồi, bà nói là bây giờ chỉ cần cái như là bà này mà nói một câu là cái ông Lê Văn Trâm thôi thì là không, là cái thấp à. Mà y như rằng cái như là cái clip mà bà nói là vị hỏi là bây giờ bà có nhớ cái cô có nhớ là cái chồng của cô tên gì á, lúc đó mới nói cái tên Lê Văn Trâm một cái. Thì tôi lúc đó tôi đang đứng coi cái màn hình TV ha, cái như là trời ơi tôi nhảy, bà xã với bà vỗ cái tay bà làm gì, trời ơi rồi đúng yeah. rồi bắt yeah. đầu cái tối cùng đến đó tôi nói nó lành tóc gãy, nó lành gãy đành xương sống từ trên não bộ đi xuống yeah. tay lưng, mà nó cứ thay phiên nhau, nó cứ hết cơn này đến cơn khác mà nó dừng cái gà lên, nó nổi gãy 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 óc lên hết yeah. Tôi nói coi như trời ơi đâu mà nó lọc, đâu mà coi như là riêng biệt trên như thế này cho nó thật, đúng là 50 mấy là 54 năm này, bữa nay mới có thông tin đầu tiên mới biết được như thế. Dạ. Không, trước đây mà như vị hỏi đó thì có một cái nguồn tin mà bây giờ đang ở dưới Bình Thuận đó, gọi không Ninh Thuận, thì có, mà cái này là chỉ là cái thông tin thôi, mà tôi thấy hình giống lắm, thấy giống ông Trâm lắm, mà con gái mà tôi mới đặt vấn đề hôm qua, tôi hỏi cái đứa em kia có quen gì đó, tôi hỏi thì quen, tôi hỏi là bây giờ nhờ mày hỏi giùm cho chú cái là cái con bé này á, là nó ai nói là con ông Trâm á, thì phải hỏi như thế này này, là con nuôi hay là con đẻ à, từ vì có một đứa con gái nữa à. Nhưng mà bây giờ tôi chưa gặp mặt cái bà đó,
chưa gặp mặt bà đó bao giờ đó. Mà bây giờ là có ngay nãy là mấy người hàng xóm bảo nó là con của ông Trâm, mà bây giờ đặt tên Trâm luôn, mà bây giờ nó là con tên Trâm luôn. À, tức là nghi con của chú Trâm có một người khác nữa ngoài cô Hường ra đó. À, là nhưng mà vậy cái này bởi vì tôi đang còn nghĩ vẫn thôi. Sợ rằng là cái là nó nằm ở trong cái top, cái nhà cái top với em Thanh nhà mình này. Từ vì ở trong làng á, ngày xưa thì bạn của chú là người của trong làng, thì chú không thể mà bôi nhỏ người trong làng trong xứ mình. Từ vì hồi chú đó là cái là chú ở trong làng là thanh niên, là ông là có thở lắm đấy. Thành ra thì tôi nghĩ là ông sẽ không có lấy ai mà người ở trong làng trong quê trong xứ đâu. Nếu mà có trong làng trong xứ thì tôi hồi đó từng ở trong làng trong xứ vậy, thì mấy ông cha hồi đó ông dữ ghê lắm. Mấy ông là cái như là con cái trong làng, con cái nhà ai mà có phạm tội như vậy á, trai gái được cái đó là cái bắt đầu cái hoặc là trộm cắp rồi hoặc là làm xấu bày bà, ăn trộm ăn cắp gà cắp vịt gì đây khác, là đi lệ ra cái là mấy ông bắt nằm xuống ở giữa, bắt phụ huynh cha mẹ anh em cả thân lệ là dồn hết ra đường trước sân ngồi hai bên lan can, rồi cái bắt đầu cái ông sách roi ra, ông tuyên bố lý do đánh cái người đó, đánh trước mặt cái như là cha mẹ luôn á. Hồi xưa có là kỷ luật gắt gao lắm. Thật sự là khi mà ông này mà đi chơi xa quen biết với ai thì được, giấu giếm giống là chơi có nhà quen biết với thiên đê thì được, còn lại nói chuyện mà lấy cái người ở trong làng trong xứ á, có đẹp có xấu có giàu cái kiểu gì không cần biết, nhưng mà cái lấy người ở trong xứ đảo mình mà lấy dân chính ngôn thuận cưới xin đàng hoàng, có làm lễ hôn phối đàng hoàng thì không sao, nhưng mà trộm lén cái là bầu trước rồi là cái là coi chừng đó na, là đem ra sắp đầu ra đánh liền á. Từ vì nhà thì ở ngay cổng nhà thờ. Nhà sát với cái cổng nhà thờ đó, bước trong cổng nhà thờ đi ra cái đấy là bên tay trái là nhà nằm ngay đó rồi. Có nghĩa là cái hình ảnh của chú Trâm là hình ảnh đẹp đúng không? Cái hình ảnh đẹp chứ không có cái chuyện mà lăng nhăng này kia đúng không? Đó. Tôi đang nghi vấn là sợ rằng á ông chủ ông, từ vì hồi đó cái con gái cái cô kia là người ở trong làng mình á, thì rằng còn ngay đó cũng là cái nó đẹp lắm. Bảo rằng rất đẹp, mà giờ này con nét đẹp vẫn còn. Đó, già thì già nhưng mà nét đẹp vẫn còn. Thì tôi nghĩ là cái nào có thể là trong làng mình á, thì mấy ông không có dám bày bà. Không dám bày bà. Mà con muốn lấy á, thì là lấy đàng hoàng, chứ còn không có được, coi như là không được mà lấy rồi bỏ rồi cái nào, hoặc là bầu trước bầu sau là cái chuyện ở trong làng là tuyệt đối không có. Đó. Thành ra cái tôi nghi là từ vì bên này nói là cái là thím đây là cái là hai đứa con gái đầu là sinh đôi, là hai đứa con gái phải không vậy? Dạ đúng rồi. Đó. Thì tôi nghĩ rằng em Thanh rồi, ngoài em Thanh ra rồi thì tôi mới nghi lại là cái con này. Thì bây giờ cái bà này là bây giờ ngày xưa là cái như bạn bè trong làng, anh em thân niên với nhau thân niên thân trong làng, đi hội đi họp công giáo là cái cứ tới thứ bảy chủ nhật thứ năm là đi họp giáo lý rồi họp hành ban bề với nhau rồi cái như là triển khai công việc công tác là gì đó của trong giáo xứ đó. Thì theo tôi nghĩ là cái có khi á, là ông mới thấy cái tình cảm quen biết với cô này á, người trong làng á, thì tôi nghĩ thôi, muốn biết phải không, là cái như là sợ ông ấy gợi gắm. Mà cũng là năm 73. Dạ, bây giờ cho con xin hỏi cô chút xíu là trong cái thời điểm mà chú Trâm quen với cô đó thì cô có nghi ngờ chú có một ai này kia không cô? Không. Tại vì vợ chồng thì mình biết nhau mà. Yeah. Ông thương cô lắm, ông thương cô ghê lắm. Tức là dù rằng là không cưới nhưng mà là không làm mối, nhưng mà là chú vẫn đi nhà thờ, tức là cô vẫn đi nhà thờ với chú mỗi chủ nhật. Đều cùng đi nhà thờ, cho nên kinh bên công giáo là cô thuộc hết. Cô đi đến nhà thờ cô cũng đọc những cái đó, cũng đi nhà thờ cô cũng đọc những kinh đó. Thành ra là bị ổng cũng không phản bác gì đạo của cô, nhưng mà ở ngày chủ nhật thì ổng ở nhà thì đi, mà khi mà ổng ở nhà không công tác ở nhà, lúc nào cũng bên vợ hết, không có đi đâu chơi, không có cái gì, mà chính là lính của ổng cũng nói cho cô nghe như vậy luôn á. Yeah. Hồi trước cô đó thì ổng rơi chơi dữ lắm,
trước cô thì ổng ngồi ổng cũng cũng đi chơi đồ ăn chơi bị gì ổng cũng có quy quy với ấy lắm, cho nên rằng là ai cũng đài thọ ổng hết á. Nhưng mà sau khi gặp cô đang là ổng bỏ hết tất cả, ổng có nói cô mà khi những lời ổng nói là như là đinh ổng, anh không có cái gì hết, không có gì hết với em, bây giờ là chỉ là với em thôi. Cho nên ổng quen những người đó, ổng đâu có thể là đưa mình đi nhà thờ, nhưng mà ổng nói rằng là dù là không có làm đi đến cha để mà nói cái gì, nhưng mà đi nhà thờ với anh cũng giống như ổng cũng đã xin riêng ổng đó. Yeah. Thì mình cũng đi nhà thờ, đi hồi đó đi với ổng là đi nhà thờ toàn bọc áo dài không. Yeah. Áo dài màu nào ra đi mai áo dài đó, áo dài bởi mình có chụp mấy cái hình áo dài đó đi. Yeah. Chơi ổng cũng mặc áo dài thôi, cao mà đi kia được nữa, mang quốc cao rồi. Yeah. Cha không cho rồi đó, mặc áo. Yeah. Mặc áo dài vậy á, mà mặc áo dài trắng mà có lòi cái dây ba chạc đằng sau ngay là cái là cùng là đuổi về rồi đó. Dạ. Rồi áo dài rồi khi mà có bầu á, khi có bầu tôi còn phải bận một cái áo tròn ở ngoài, kêu áo đình chiến, kêu hồi xưa kêu đình chiến phải bận một cái ở ngoài vậy nữa. Rồi thưa chú, thưa chú cho con muốn hỏi một chút xíu. À, nếu ví dụ như mà chú có nguyện vọng mà muốn nhờ cộng đồng để mà tìm ra hai mẹ con mà chú đang nghi ngờ đó, thì chú có biết tên của người mẹ đó, và đương nhiên cái người con là chú nói là tên Trâm rồi đúng không chú? Và thưa chú là bây giờ chú có liên lạc được với bên đó không? Nếu có liên lạc được thì cứ thử xét nghiệm với chị Thanh coi thử ra sao. À, nếu đó là nếu chú muốn. Còn nếu ví dụ như mà chú không liên lạc được thì chú có muốn thì chú cứ cập nhật, cứ nói con cập nhật đến cộng đồng con kiếm cho. À, nếu mà như vậy á, như vậy thì vì biết sao? Ở ngay đó là tôi có một đứa em mà em con gì bộ, em của mẹ đó, thì nó ở gần đấy mà nó bàn, nó là bàn với cái em bé này. Yeah. Nó chơi với nhau đó, thì bây giờ thì chị là nói chuyện qua như vậy thôi, từ vì con em này nó có nói. Yeah. Nói là bây giờ anh nói như vậy rồi coi như là vô tình mà rồi con của người ta đẻ ra, mà bây giờ coi như anh này đi nói là làm con nuôi, coi như là bà này đi xin về con nuôi là đâu phải. Yeah. Mà bây giờ bà đó đâu có chồng gì đó, bà chỗ đó chỉ có ở về nuôi cái đứa bé đó từ hồi xưa giờ về thôi. Yeah. Chẳng có ông nào nữa hết á, mà bà thế thì đẹp. Nghe con em nó nói bà này thì đẹp gái lắm, coi như là cao ráo, coi như là tốt tướng lắm đó. Yeah. Rồi coi như là mà bây giờ bà tăng từ cái thời đó có cái con bé trong này cho tới giờ luôn là cứ ở vậy nuôi con vậy thôi, cho con không đi làm gì hết. Yeah. Không có lấy ai. Yeah. Ok chú, vậy thì bây giờ mình đã kết nối được với nhau vậy rồi, nếu ví dụ như sau này chú có cần nhờ thì chú cứ nói với con. Còn trước mắt thì ví dụ như mà chưa sẵn sàng về điều đó và có nhiều cái e ngại thì thôi, mình cứ tạm thời như vậy đi. Rồi bây giờ thế này là thưa cô và chú, con thật sự là kết nối được cho gia đình là con vui dữ lắm, con vui, rất là vui. Bên cạnh đó thì chị Thanh đó cũng đang chờ, chị Thanh cũng đang chờ để được biết bên nội. Cho nên là bây giờ đó thì có thể nếu ví dụ như cô muốn tham gia thì con sẽ kết nối cho chị Thanh vô đây luôn để chị Thanh chào hỏi cô và nói chuyện với chú luôn. Nha chú nha. Rồi. Rồi vậy thì bây giờ tạm thời á, chú với cô tắt dùng con một cái, con kết nối cho chị Thanh vô luôn. Dạ. Tắt máy. Dạ, tắt máy cho con một cái. Tắt máy cho con một cái rồi con gọi lại. Nha chú nha. Dạ. Kính thưa quý vị thân mến, vì thời lượng video có giới hạn nên Tuấn Vĩ xin khép lại buổi trò chuyện tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong phần sau. Một lần nữa thì xin chúc mừng cho gia đình của cô Hường và xin chúc mừng cho chị Thanh đã kiếm được bên nội. Theo như thông tin mà Tuấn Vĩ ghi nhận được thì trước mắt là chú Trâm là ba của chị Thanh. Thì chỉ có trước mắt là chị Thanh là một người con duy nhất của ba. Thì điều này là cũng điều hạnh diện cho gia đình bên nội. Cũng hy vọng qua buổi trò chuyện cũng như là qua cái sự cập nhật thông tin thì sẽ kiếm được những người con còn lại của cô Hường cũng như là của chú Trâm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cộng đồng đã quan tâm cũng như là đã luôn đồng hành với Tuấn Vĩ. Mong được sự ủng hộ của quý vị cũng như là được cái sự mà đồng tình của cô chú anh chị. Nếu cô chú nào chưa đăng ký kênh thì mong quý vị hãy thưởng cho Tuấn Vĩ một cái đăng ký để chúng ta cùng nhau giúp cho những gia đình được
kiếm được người thân được sớm hơn. Vì cái sự lan tỏa của video rất quan trọng, cho nên Tuấn Vĩ rất cần sự đăng ký của cô chú anh chị để kênh càng ngày càng lớn mạnh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và yêu mến của quý vị dành cho Tuấn Vĩ. Xin chân thành cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị. Và quý vị nhớ đăng ký kênh giùm Tuấn Vĩ. Xin chào tạm biệt.